tất cả ma vương cùng các loài quỷ thần, các cõi trời phàm phu đều thấy cung điện của mình vô cớ bị tiêu hủy, đất đai rung động, các loài thủy lục không hành thải đều kinh sợ. Hàng phàm phu mê muội thì chẳng hay biết những biến động này. Khi một người đạt được đại định Thủ Lăng Nghiêm là chân đại định thì ma quân rúng động vì run sợ. Tất cả ma vương cùng các loài quỷ thần, các cõi trời phàm phu của sáu cõi dục và cõi trời tứ thiền đều thấy cung điện của mình vô cớ bị tiêu hủy. Tình trạng này thật là không hiểu nổi, không rõ nguyên nhân gì mà cung điện của chúng bỗng dưng hủy hoại dần. Tôi đã từng kể cho quý vị nghe chuyện một chú đệ tử trẻ tuổi của tôi ở Mãn Châu. Chú ấy chỉ khoảng 14 tuổi, mặc dù chú nhỏ tuổi nhưng thần thông chẳng phải tầm thường. Chú có thể lên trời xuống đất tùy ý. Tuy đã được khai ngũ nhãn nhưng chưa chứng được lục thông. Chú đã được năm môn thần thông, chỉ thiếu lậu tận thông. Khi một người đạt được lậu tận thông thì được gọi là A-la-hán. Một hôm chú lên trời chơi, khi lên trên đó thiên ma rất vui mừng và dụ chú ta vào trong cung điện của chúng. Đó là một tòa lâu đài tuyệt đẹp làm bằng ngọc lưu ly trong suốt. Chú Sa Di đã bị mắc vào bẫy. Do chú có được ngũ nhãn nên chú có thể thấy được pháp thân của mình đã bị cầm giữ bởi tha hóa tự tại vương. Tuy nhiên chú ta cũng tìm cách báo cho tôi biết: "Thưa thầy, con lên trời chơi, nay không thể về được nữa." Thế là chú bị kẹt trên trời rồi. Thế trước kia ai đã chỉ cho chú lên đó? Con nghĩ là ở đó sẽ rất vui nên con lên để xem cho biết. Bây giờ người ở đây không muốn cho con trở lại. Tôi bảo: "Nếu chú muốn tiêu khiển thì đừng có lên đó tìm vui. Các thiên ma ở các tầng trời cõi dục đều muốn tìm cơ hội để phá hủy định lực của người tu đạo." Tôi giải thích: "Đừng sợ, thầy sẽ đưa con về." Tôi cố gắng đưa chú về nhưng ma vương không muốn cho chú đi. Đến lúc đó chú thật sự hoảng sợ và nói: "Nó không cho con về, làm sao bây giờ?" Tôi bảo: "Đừng lo, thầy sẽ có cách đưa con về ngay." Rồi tôi dùng chú Thủ Lăng Nghiêm là năm bộ tâm chú để trừ ma chướng mà tôi đã giảng cho quý vị nghe trước đây. Cung điện của ma chương tức khắc tan rã và chú Sa Di trở về ngay lúc ấy. Đây là một câu chuyện có thực. Bây giờ cung điện của ma dương hủy hoại rồi sụp đổ, mặt đất chấn động nứt nẻ nhiều nơi, các sinh vật ở dưới nước trên không thảy đều kinh sợ. Tất cả những loài sinh vật ở dưới nước trên mặt đất, các loài bay nhảy sợ hãi, trở nên hoảng loạn không còn kiềm chế mình được nữa. Hàng phàm phu mê muội thì chẳng hay biết những biến đổi này. Hàng phàm phu chẳng có được tri giác bén nhạy. Họ không nhận ra được quả đất đang kinh qua những sự biến đổi như thế. Họ không có đủ sự nhạy bén để nhận biết sáu tướng chấn động đang xảy ra trong trái đất. Các loài sinh vật ấy đều có năm thứ thần thông trừ lậu tận thông, đương luyến tiếc cảnh trần lao. Làm sao nó chịu để các ông phá hoại chỗ ở của nó? Vậy nên các loài quỷ thần, thiên ma, ly mị, dõng lượng, yêu tinh, trong khi ông tu pháp tam muội, chúng đều muốn đến phá ông. Bây giờ các ông hiểu rồi chứ, vì sao ma lại đến phá? Chỉ vì các loài sinh vật ấy đều có năm thứ thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, chỉ trừ lậu tận thông mà thôi. Nếu nó có lậu tận thông, nó sẽ không quấy rầy ông nữa đâu. Nhưng vì không có lậu tận thông nên nó vẫn là kẻ ác, vẫn muốn đến phá hoại người tu đạo. Điều đó nghĩa là sao? Tôi sẽ giảng rất tường tận về điều này. Gọi là lậu tức là những suy nghĩ lan man. Đàn ông nghĩ về đàn bà nghĩ đến đàn ông. Nếu quý vị không kết thúc những suy nghĩ lan man này thì chẳng thể nào tự mình thoát khỏi lậu hoặc được. Bây giờ tôi sẽ giảng điều này sâu hơn và tôi sẽ nói rất chân thật. Nếu tôi nói không chân thực thì ông chẳng bao giờ biết được lậu hoặc thật sự liên quan đến mình như thế nào.
thoát khỏi mọi lậu hoặc có nghĩa là còn giữ được nguyên vẹn bản chất của mình. Nếu đánh mất bản chất của mình có nghĩa là bị lậu hoặc. Bây giờ tôi sẽ nói rõ bí ẩn của trời đất. Nếu quý vị giữ được bản chất của mình thì sẽ không bị lậu hoặc. Hơn thế nữa, không những ngăn ngừa được bản tính của mình khỏi bị mất mát, mà còn có khả năng dứt được những ý tưởng dâm dục ngay trong tâm niệm rất vi tế. Được như thế thì thật sự quý vị sẽ thoát khỏi mọi lậu hoặc. Bây giờ quý vị hiểu rồi chứ? Tại sao thiên ma không được tự tại thoát khỏi mọi lậu hoặc? Vì chúng còn niệm tưởng dâm dục, quỷ thần cũng còn niệm tưởng dâm dục ấy. Vì nó đang còn luyến tiếc cảnh trần lao. Trần lao đơn giản là một dạng của dâm dục, đó là những gì nó đang tham luyến. Làm sao nó lại chịu để các ông phá hoại chỗ ở của nó? Vì nó vẫn còn tham luyến dâm dục, nên nó không muốn nhìn thấy các ông đoạn tuyệt với chúng. Chúng nó muốn ông cũng tham đắm vào sắc dục. Nó sẽ nói: hai chúng ta là bạn thân của nhau, ta sẽ không đoạn tuyệt với sắc dục đâu, vậy ông không nên từ khước nó. Đó là lý do tại sao ma quỷ lại đến. Nó đều không muốn các ông vượt qua cảnh trần lao này. Nên các loài quỷ thần, thiên ma, ly mị, yêu tinh sẽ đến phá hoại khi ông tu tập pháp Tam Ma Đề.